Hello anh em, mình là Dũng. Rất vui được gặp lại anh em tại kênh YouTube của Chu Vi Hitation. Nhắc đến thời trang nam trong giới trẻ hiện nay thì style chuẩn Hàn Quốc chưa bao giờ là lỗi thời. Để hoàn thiện hơn về phong cách này, bên cạnh trang phục thì kiểu tóc cũng là yếu tố rất quan trọng. Chính vì vậy, ở video này mình sẽ gợi ý cho các bạn 7 kiểu tóc chuẩn style Hàn Quốc phù hợp hầu hết với tất cả các bạn trẻ Việt Nam. Hãy cùng mình theo dõi video này nhé. Let's go. Kiểu tóc đầu tiên là kiểu tóc chu block, hay còn gọi là kiểu đầu lấm, chắc hẳn đã quá quen thuộc với các bạn. Được du nhập vào Việt Nam từ những năm 2015-2016. Thế nhưng tới tận bây giờ, kiểu tóc này vẫn được ưa chuộng. Phần xung quanh của kiểu tóc chu block được cắt ngắn, gọn gàng nhưng không quá trắng. Phần tóc trên được cắt tỉa đến chạm lông mày, mang đến sự thanh thoát cho khuôn mặt. Tiếp theo là kiểu tóc sai bát rủ. Đặc điểm của kiểu tóc này là phần mái được chia ngôi 3-7-4-6 và được rủ xuống phần trán. Độ dài của tóc mái từ 8-10cm, tùy theo sở thích của các bạn, có thể để chạm mắt hoặc qua mắt trông vô cùng lãng tử. Kiểu tóc này phù hợp với khuôn mặt gầy, trái xoan vì nó tạo được độ đầy đặn và cân đối khuôn mặt. Kiểu tóc đẹp tuyệt vời hơn nếu các bạn lựa chọn sáp vuốt tóc phù hợp. Nên sử dụng những dòng sản phẩm cream để cho mái tóc có độ nhẹ nhàng và bồng bềnh hơn. Đối với những bạn có mái tóc dài thì kiểu tóc layer là sự lựa chọn hoàn hảo. Đặc điểm của kiểu tóc này là các lớp tóc xếp tầng lên nhau, tạo lên một độ phồng mềm mại. Độ dài của mái đẹp nhất rơi vào 8-10cm. Hai bên mái được cắt gọn. Những ai có phần trán cao hay phần chân mái, gáy ít tóc thì kiểu tóc này cực kỳ phù hợp với bạn. Kiểu tóc tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn là kiểu tóc sai bát, có lịch sử khá lâu đời nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Sai bát đem lại cho bạn một phong cách trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế và lịch lãm. Đặc biệt hơn, kiểu tóc này phù hợp với khá nhiều khuôn mặt khác nhau và môi trường công việc. Middle bát, cái tên tưởng như đã quá lạc hậu, chỉ phù hợp những năm 80-90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, với rất nhiều những biến thể đa dạng, kiểu tóc này thực sự nằm mới trong những năm trở lại đây, thu hút rất đông đảo các bạn trẻ. Phần mái của kiểu tóc này được chia 5 năm, độ dài qua lông mày bồng bềnh nhẹ nhàng, hơi uốn lượn về phía đỉnh tai. Kiểu tóc này sẽ lý tưởng với các bạn sở hữu khuôn mặt hình oval hay hơi dài một chút, tạo lên vẻ cuốn hút hiện đại mà vẫn hoài cổ. Nếu bạn là một fan cứng của K-pop, chắc hẳn Komae không còn quá xa lạ. Kiểu tóc này hiện là hot trend mới nhất được các bạn trẻ ưa chuộng. Đối với tạo hình Komae thì kiểu tóc này phần mái tương đối giống với sai bát rủ. Thế nhưng được uốn mềm mại hình trái tim hoặc hình chữ C, đối với những bạn sở hữu gương mặt trái xoan hay gầy thì đây là lựa chọn không thể bỏ lỡ. Cuối cùng, mình muốn giới thiệu với các bạn kiểu tóc dây cắt, được xem là biến thể hiện đại của kiểu tóc undercut huyền thoại. Với phần hai bên và sau gáy được cắt phết gọn gàng và năng động. Độ dài tóc trên đỉnh và phần mái khoảng 4-6cm, hơi chéo sang một bên. Đặc điểm của kiểu tóc này phù hợp với nhiều khuôn mặt khác nhau. Tuy nhiên, bản chất dây cắt sẽ giúp thu gọn khuôn mặt. Thế nên, bạn nào đang sở hữu khuôn mặt dài và hơi gầy, phần trán hơi cao thì không nên để kiểu tóc này nhé. Trên đây là 7 kiểu tóc chuẩn style Hàn Quốc các bạn nên thử một lần. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like và một share, một subscribe và đừng quên nhấn nút chuông để nhận thông báo những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.